Và tiếp theo bản tin là một số thông tin về hoạt động quân sự quốc phòng của các cơ quan đơn vị vừa diễn ra. Đảng ủy Quân khu 1 sáng nay tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Năm 2023, Đảng ủy Quân khu 1 đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. Qua kiểm tra giám sát, đã nghiêm túc chỉ ra những ưu khuyết điểm nguyên nhân, kiến nghị biện pháp khắc phục trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, xem xét thi hành kỷ luật chặt chẽ, đúng nguyên tắc quy định, góp phần giữ vững nguyên tắc lãnh đạo kỷ cương kỷ luật của Đảng. Năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, đẩy mạnh giám sát thường xuyên tổ chức đảng và đảng viên, phát huy tốt vai trò giám sát của chi bộ, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.